VTV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, mới đây đài NHK của Nhật Bản đã đăng tải thông tin Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo Mỹ về Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Mỹ về việc can dự vào Biển Đông và cho rằng Mỹ cần phải biết kiềm chế. Ông Vương Nghị nói rằng các nước bên ngoài không nên gieo rắc sự mất lòng tin giữa Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á. Theo đài NHK của Nhật Bản, quan chức Trung Quốc trả lời báo giới hôm thứ tư sau hội nghị với những người đồng cấp phía các nước thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean tại thủ đô bangkok của thái lan chính quyền của tổng thống mỹ donald trump tăng tần suất điều tàu hải quân đến vùng biển trên nhằm ứng phó với việc trung quốc gia tăng sự hiện diện trong khu vực ông vương nghị nói các nước không nằm trong khu vực thì không nên cố tình thổi phồng bất đồng hay tranh chấp đối với vấn đề này đại diện của trung quốc cũng nhấn mạnh tiến triển trong đàm phán về bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn xung đột trong biển biển tranh chấp. Theo lời của ông Vương Nghị, đàm phán đã tiến xa hơn so với kế hoạch. Một số người làm truyền thông, đặc biệt là một số nhà báo tự do đã ngay lập tức phản pháo về việc cái gọi là lòng tin giữa Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Nước nào hiện tại đang có thể coi là tin tưởng vào Trung Quốc, phải chăng là Việt Nam, Indonesia hay Philippines hay Malaysia? Gần như tất cả các nước trong khu vực đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc Đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc được cho là cường quốc có mức đầu tư và ảnh hưởng rất lớn với các quốc gia, nhưng về vấn đề chủ quyền kinh tế và quân sự thì Trung Quốc tỏ ra là một cường quốc vô trách nhiệm. Liên tục gây hấn với Malaysia, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Không hiểu ông Vương Nghị của Trung Quốc khi đề cập đến cái lòng tin mà Trung Quốc với các nước khối ASEAN đó là nói về vấn đề gì hay là sự mua chuộc các quan chức của nước này đối với các lãnh đạo của khối này. Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 ngày 21 tháng 7 tại Thái Lan đã ra tuyên bố chung đề cập đến quan ngại về tình hình biển Đông. Theo bản tuyên bố chung trên trang web của nước chủ tịch ASEAN Thái Lan, ngoại trưởng các nước nhấn mạnh đến tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông. Theo tuyên bố viết chúng tôi đã thảo luận về tình hình ở biển đông và nhiều bộ trưởng bày tỏ quan ngại về các hành vi tôn tạo hoạt động và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực đã làm xói mòn lòng tin gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hòa bình an ninh và ổn định trong khu vực tuyên bố kêu gọi chúng tôi tái khẳng định việc cần thiết phải tăng cường lòng tin kiềm chế các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình trong khi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp theo khuôn khổ luật quốc tế trong đó có công ước luật biển năm 1982 của Liên hiệp quốc UNCLOS. Ngoại trưởng các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ và hiệu quả của bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC tiến tới đạt được bộ quy tắc ứng xử theo bản tuyên bố. Các bộ trưởng nhấn mạnh rằng chúng tôi hoan nghênh những biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng và nguy cơ xảy ra tai nạn, hiểu lầm và tính toán sai lầm. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và tiến hành các biện pháp tăng cường lòng tin giữa các bên và chúng tôi nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS 1982. Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông gồm các tranh chấp về đảo và vùng biển, quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa là hai quần đảo trên các rạn san hô ở biển Đông, trong đó quần đảo Hoàng Sa là nơi tranh chấp giữa chủ quyền Việt Nam và Trung Quốc cũng như với Đài Loan. Quần đảo Trường Sa là nơi tranh chấp chủ yếu chủ quyền của 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Các quốc gia này tuyên bố chủ quyền toàn bộ hay một phần quần đảo của Trường Sa. Trong một diễn biến liên quan, Nhật Bản đã phản đối hành động gây căng thẳng ở biển Đông của Trung Quốc. Nhật Bản theo dõi tình trạng và chống lại gia tăng căng thẳng ở biển Đông. Theo BBC, Trả lời câu hỏi về trở ngại liên quan tới hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 và kế hoạch tới đây sau khi Việt Nam thông báo gia hạn hoạt động của giàn khoan này tại Lô 061, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phản hồi với hãng tin của Anh bằng thư điện tử với nội dung: Bộ Ngoại giao Nhật Bản không thể bình luận về hoạt động của từng công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, nhìn chung chính phủ Nhật Bản tin rằng vấn đề liên quan đến Biển Đông có liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định trong khu vực và là mối ngại chính đáng của cộng đồng quốc tế bao gồm cả nhật bản chính phủ nhật bản phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở biển đông nhật bản nhất quán ủng hộ việc tuân thủ toàn diện luật pháp và muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực đối với các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế mà không thông qua việc sử dụng vũ lực hay thăm dọa nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến các vấn đề tại biển đông với các nước liên quan Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định vị trí lô 061 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền và thềm kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nêu rõ lực lượng chức năng Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật, duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm tự do hàng không ASEAN, hàng hải đề cao thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia như được xác lập tại Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế. Cũng liên quan đến Biển Đông, bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã tố Trung Quốc ép buộc ASEAN trong đàm phán COC. Các thượng nghị sĩ Mỹ tố Trung Quốc ép buộc ASEAN nhượng bộ trong đàm phán bởi Bộ Quy tắc ứng xử COC. Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ gia tăng áp lực và có những hành động đáp trả thích ứng. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 30 tháng 7 theo giờ Hoa Kỳ đã đăng tải nội dung bức thư của bốn thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Ngoại trưởng Mike Pompeo đảm bảo những hành vi gây hấn và bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong các hội thảo thảo luận tại Bangkok, Thái Lan. Bức thư của bốn thượng nghị sĩ Mỹ có nội dung lên án hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Bangkok, Thái Lan trong tuần này. Trong thư, bốn thượng nghị sĩ bao gồm Bob Menendez, Ed Markey, Patrick Leahy và Brian Scars nêu rõ hành vi của Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, việc họ cải tạo quân sự hóa các thể lực thực thể nhân tạo, làm cớ để ép buộc các nước phốt lờ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực đối với yêu cầu của chủ quyền và nỗ lực của Trung Quốc Nhằm gây sức ép buộc ASEAN nhượng bộ trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông COC, điều đáng để Mỹ phải chú ý hơn. Bốn thượng nghị sĩ cũng khẳng định đảm bảo biển Đông là nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng, tự do hàng hải được đảm bảo, dòng chảy thương mại tự do các tổ chức khu vực đa phương là trung tâm và các nước trong khu vực không bị cưỡng ép. Các thượng nghị sĩ Mỹ đánh giá cao việc chính quyền Mỹ lên án hành động của Trung Quốc quân sự hóa biển Đông và hoan nghênh các cuộc tuần tra tự do hàng hải FONP của Hải quân Mỹ trong khu vực nhưng cũng cho rằng cần đưa ra nhiều hành động hơn nhằm đối phó với các hoạt động gây hấn và ngăn chặn xu hướng hành xử bất chấp của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này yêu cầu có một chiến lược rõ ràng toàn diện, trong đó ASEAN là trung tâm của mọi nỗ lực. Trong thư, các thượng nghị sĩ nhấn mạnh, cuộc gặp tới đây tại Bangkok là cơ hội tạo đồng thuận chấm dứt việc Trung Quốc xâm phạm quyền hợp pháp của các nước đảm bảo luật pháp và thể chế quốc tế được tôn trọng và chống lại nỗ lực của trung quốc nhằm phá hoại khu vực ấn độ thái bình dương tự do và rộng mở theo các nghị sĩ mỹ vẫn chưa quá muộn để buộc trung quốc phải chịu trách nhiệm về cách hành xử vô lý phi lý và hung hăng của họ cũng như ngăn chặn sự gây hấn của bắc kinh trong lĩnh vực hàng hải đồng thời bày tỏ sẵn sàng ủng hộ và thúc đẩy nỗ lực nhằm giải quyết các thành thức Việc khối ASEAN chỉ ra tuyên bố trong đó nói về cái mà họ gọi là sự cố nghiêm trọng ở Biển Đông như một cách thức để nói giảm mà không lên án Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã có những sự tác động nhất định với khu vực và tiếng nói của Việt Nam chưa hoàn toàn được lắng nghe. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 tại Thái Lan công bố bản tuyên bố chung dài tới 23 trang vào tối 31 tháng 7. Trước đó căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông giữa Việt Nam và một số nước Á Châu với Trung Quốc được cho là sẽ phủ bóng lên các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra tại Bangkok. Sự phủ bóng này nếu có được thể hiện qua bản tuyên bố chung vừa được công bố. Giống năm ngoái, vấn đề xung đột Biển Đông được đề cập đến qua hai đoạn ngắn trong hai trang cuối của bản tuyên bố. Bản tuyên bố dài 20 trang có đoạn trích ngắn gửi rằng Chúng tôi đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, trong đó có một số bộ trưởng bày tỏ lo ngại về việc cải tạo các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực đã làm xói mòn lòng tin và niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường niềm tin và sự tự tin lẫn nhau, tự kiềm chế trong các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi giải quyết tranh chấp hòa bình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả công ước quốc tế về luật biển UNCLOS 1982 tuyên bố nhấn mạnh rằng chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa từ lực lượng trong việc thực hiện mọi hoạt động của các bên yêu sách và tất cả các quốc gia khác bao gồm cả những điều được đề cập trong DOC có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở biển Đông. Hai đoạn nói về xung đột biển Đông này chứa đựng những câu văn gần giống hệt như tuyên bố chung hồi năm ngoái. Khác biệt duy nhất là tuyên bố năm nay có thêm hai cụm từ là sự cố nghiêm trọng và một số bộ trưởng. Còn lại thì không dám nói gì hết. Bình luận về điều này, trong một bài viết hãng tin Reuters nói, cụm từ sự cố nghiêm trọng cho thấy ngôn ngữ của ASEAN đã mạnh hơn so với tuyên bố chung sau cuộc họp năm ngoái, chỉ ra mức độ căng thẳng trong khu vực đã tăng lên. Tuy nhiên, đọc bản tuyên bố không ai có thể hiểu được bộ trưởng của những nước nào là người đã nêu lên những sự cố nghiêm trọng này. Và tóm lại, những ai kỳ vọng ASEAN có một thái độ dứt khoát rõ ràng hơn về xung đột ở biển Đông, có lẽ không khỏi không thất vọng xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi toàn văn những sự tóm tắt của chúng tôi về biển đông liên quan đến cuộc họp của khối asean tại bangkok thái lan nơi quy tụ các ngoại trưởng của các nước có sự tham dự của mỹ trung quốc nga nhật bản và các nước có liên quan nhưng xem ra ngoại trưởng của các nước trong khối asean đã không đưa ra được một bản tuyên bố mạnh mẽ như chúng ta kỳ vọng